Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhận định Thế sự ngày hôm nay. Bước sang phần 2 của chương trình Nhận định Thế sự thì chúng ta quay sang vấn đề về châu Á và Biển Đông. Kính thưa quý vị, đây cũng là một cái đề tài mà rất là khi mà ông Donald Trump tranh cử cũng nói rất là nhiều. Ngay chúng ta thấy là khi mà ông có cái cuộc điện đàm đầu tiên với lại bà Tổng thống lúc đó là ở Đài Loan, thì người ta tưởng chừng là cái chính sách của ông Trump cứng rắn hơn đối với Trung Hoa, mà chúng ta biết là Trung Cộng trước đây là nói là chính sách là một Trung Hoa. Thì sau đó thì mọi việc có vẻ lần lần nó lại chuyển hướng rất là nhiều. Sau này có chuyến viếng thăm của ông Thủ tướng Nhật đến Hoa Kỳ, và cái vấn đề của Nga, rồi bây giờ Trung Cộng và Trung Cộng và Nhật nữa, thì những cái liên hệ, những cái vấn đề nó từ lần lượt nó đi ra thì như vậy, thì theo ông nhận định của ông thế nào không? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải trả lại một tí. Ông Trump đó, ông có từ là chủ xong bài, mà đến bài với anh chủ xong bài cứ thua thôi, anh nào cũng thua hết rồi. Chủ xong bài thua, ông Trump khôn lắm. Về cái mặt đó thì đừng có nói chuyện là chính trị, ông còn khôn. Ông khéo lên về chiến thuật, về kỹ thuật mà gọi là lừa canh ấy, thì là ông Trump là vua. Ông là chủ xong bài. Rồi ông thấy ế khách ông ấy, bác sĩ là cái công ty bác sĩ, ông có bác sĩ đâu. Thế ông không phải trả thuế. Tức họ biết tránh, né tránh, và họ biết sử dụng như một cái cuộc chơi bài, ván bài. Ván bài của Á Châu là một bài rất là ngoạn mục. Khi bà gọi phone cho bà Thái Văn Bánh Văn chúc mừng ông cái trong gọi thôn này, tức là ông ấy lên tiếng nói ngay: chúng tôi không có nghĩ rằng phải nhận một nước Trung Hoa. Tức có nghĩa là ông nhìn nhận rằng có Đài Loan độc lập được. Ông chưa nói Đài Loan độc lập, nhưng mà chúng tôi bắt bài mới buộc thôi đâu. Các tổng thống trước cứ nhìn nhận để cho yên lòng Trung Cộng, yên lòng Mao Việt Đông, để mà đi với nhau, để mà chống lại Nga. Thì ông Nixon rồi đến tiếp tục công khác cũng cứ thừa nhận là một nước Trung Hoa, để mà giữ ông Mao Trị Đông vào lại để chống Nga, chống Liên Xô. Thì bây giờ thì ông Liên Xô gây đổ rồi, có gì phải chống nữa. Thì bây giờ mình đi về riêng, ông trừng phạt, ông đi gọi là bắt tay về mà Thái Anh Văn. Để làm gì vậy? Nếu mà Thái Anh Văn độc lập một cái thì Hồng Kông độc lập, Đài độc lập, và trong lục địa 6-7 nước thành lập cái thứ khác. Trung Cộng ghê sợ nhất cái đó. Cái đó là tử huyệt của Trung Cộng. Thành ra bằng mọi cách Tập mình phải làm sao chữa, phải làm sao chữa, chạy thuốc. Thì chúng ta biết rõ là tôi muốn chạy thuốc thì gọi gõ đầu cái người mà từ xưa đây vẫn móc nối giữa Mỹ và Tàu, là ông Kissinger. Thì chúng ta nhớ rằng trước khi mà ông Tâm lên nhận chức thì ông đi cho thằng Tàu, rồi gặp về gặp ông Trump. Tự nhiên nhà tư bản của Tàu sang gặp con rể ông Trung Tâm, tức là ông Các Lơ, để thảo luận với nhau buôn bán rồi địa ốc đó kia đó. Rồi tự nhiên mà bà con gái ông ấy sang tòa đại sứ Trung Cộng dự lễ Tết để mà chúc mừng năm mới. Thế rồi cho con đứa con cháu hát bằng tiếng Hoa. Cái gì vậy? Tức là có một cái gì đó nó bên trong để nó làm việc đó. Rồi ông đại sứ của Tàu thì gặp ông chắc là tất cả các việc đó nó đưa đến vấn đề là Tàu muốn hòa giải, làm êm với Mỹ. Cho nên rằng ông cuối cùng cái ngày mà gọi Tết gọi là gì, ngày rằm tháng riêng đó, ngày thượng nguyên đó, thì ông Tâm gửi thư cho ông Putin, ông Tập Cận Bình, hai người thỏa thuận nhau và chúng tôi nhìn nhận một nước Trung Hoa, đẹp chưa? Thế thì là cũng làm việc đó trước khi ông Thủ tướng Nhật sang gặp ông Tâm. Ông Thủ tướng Nhật sang lần trước rồi, khi ông chưa nhận chức đã sang rồi. Sang lần này, ông có đem tất cả khoảng độ trên 400 tỷ
để mà đem vào nước Mỹ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đúng như theo ông Trump muốn, tức là đem, không phải là chúng tôi hỗ trợ anh về và đóng quân ở chúng tôi phải bảo trợ hay là nuôi, chúng tôi đem tiền của chúng tôi sang nước Hoa Kỳ để đóng góp Hoa Kỳ. Rõ ràng thỏa mãn cái lời hỏi của ông Trump, ai muốn tôi ủng hộ, ai muốn bảo vệ thì hãy làm việc với tôi. Thế ông tôi Abe rằng về tiếp bay một cách long trọng như chưa từng có. Và trước đó thì nói nhìn nhận với tàu, tức là để cho ở tập trung ở bên Á Châu có hai lực lượng lớn nhất là Nhật và tàu quân bằng nhau, và nước Mỹ vẫn có thể đi được với hai người đó. Giống như mình thấy mình giống như đi cống sứ, đi cống thần ngày xưa đó. Hai cái người đó vẫn đi được. Ông AB thì vẫn phải theo ông Mỹ. Rồi cái Nam Hàn bắt đầu vào cuộc, là sắp sửa đi tập trận khổng lồ ở Nam Hàn, và Bắc Hàn bắn pháo hỏa tiễn lên để mà thử sức ông Tân. Thì sắp sửa đây tháng 2 này tập cuộc tập trận đó, xem phản ứng của Bắc Hàn làm sao. Và có thể Bắc Hàn đã bị hy sinh, bởi vì chúng ta biết rằng khi mà Mao Trạch Đông đi với Nixon thì Nixon đã đưa một cái món quà lớn cho Mao Trạch Đông, tức là miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ anh cần tôi, tàu cần Mỹ hay là Mỹ cần tàu? Tâm không cần, Tâm bảo tôi về cô lập, không cần. Tôi bắt đầu là đi vào cái gọi là cái khuynh hướng mà chống lại kinh tế tàu. Chúng tôi làm việc đánh thuế rất nặng cho những sản phẩm của tàu, thành ra tàu bảo chết rồi. Cái thị trường của mình hiện tại là nước Mỹ. Khi mà Mỹ đánh thuế nặng thì Âu Châu đánh thuế nặng thì mình chết. Cho nên vấn đề đặt ra là nước tàu họ có 4.000 tỷ đô la quỹ thần, cái gọi là quỹ ngoại tệ họ có đó, thì năm vừa qua họ mất đi 10.000 tỷ rồi, còn 2-3.000 tỷ đó nếu mà bị tranh chấp với kinh tế với Mỹ thì 2.000 tỷ trong một năm nữa tới là tiêu rồi, nước tàu sẽ không còn gì nữa. Mà nước tàu thì muốn bung ra phải có nhiều tiền, mà nhiều tiền bây giờ thì phải dựa vào Mỹ, nếu không Mỹ trừng phạt tàu và kinh tế thì nguy hiểm. Cho nên tàu phải dừng. Chuyến này không phải là Mỹ xuống nước với tàu, mà chính tàu xuống với Mỹ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở Biển Đông bây giờ Mỹ đem tàu chiến vào và đi tuần tra. Họ không nói là tuần tra một cách gọi là đột biến nữa, mà thường xuyên. Chúng tôi làm việc như bình thường, tôi cũng đi vào đó, anh cứ muốn gì anh gì tôi đi vào đó. Thì vấn đề đặt ra là cái Biển Đông, Mỹ không đặt nặng vấn đề chiến tranh, nhưng mà Mỹ sẽ kiểm soát Biển Đông một cách quyết liệt. Và như vậy cái công ty ExxonMobil khai thác dầu khí ở Biển Đông là vào Việt Nam để vậy tàu của Mỹ vào để bảo vệ nó. Mà ông tổng giám đốc của Mobil bây giờ ông là bộ trưởng ngoại giao của ông Trump, tất cả chúng ta thấy rõ. Vấn đề đặt ra là củng cố, bây giờ hiện tại củng cố cái lực lượng quân sự tại Bắc Á và tạo ra một cái môi trường sinh hoạt bình thường của Mỹ ở Biển Đông. Đó là vấn đề của Mỹ họ làm. Và ta thấy giờ này mọi người nghĩ rằng tàu có thể bị Mỹ đánh. Tàu có dám đánh đâu mà Mỹ đánh. Ai muốn đánh nhau với Mỹ thì phải đánh trước. Cái người có thể đánh trước là anh Bắc Hàn, chứ không phải là anh tàu. Tàu không dám đánh trước. Từ xưa đấy cũng vậy, bất cứ chỗ nào vậy, ai đánh trước tôi thì đánh lại. Nhật đánh tàu, tàu đánh lại Nhật. Ở trên như thế này, vấn đề đặt ra là người Mỹ sẵn sàng chiến tranh.
nhưng họ tạo ra cái quy chế bình thường tại Biển Đông. Tàu chiến nó bảo đi hết các nơi 12 hải lý, chỗ nào là tôi đi hết. Anh đang ngăn cản, tôi nói trước là tôi đi bình thường, chứ không phải là tôi đi bất chợt vào đây rồi tôi công bố thế giới là tôi vào đây. Cho anh giật mình không? Tôi không giật mình. Bây giờ không làm giật mình chứ tôi là bình thường. Tôi vào Việt Nam, tôi vào tất cả mọi nơi cái bình thường. Đó là nước Mỹ họ chủ trương đem một cái tính bình thường của chiến tranh, của lực lượng quân sự Mỹ vào Biển Đông và tạo ra không khí bất thường ở Bắc Á. Kính thưa quý vị, rất tiếc là thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Rất là cảm ơn những lời phân tích của Bình Luận Xa Lý Tây Nguyên, một cái đề tài rất là thú vị mà chúng ta sẽ bàn trong những cái chương trình kế tiếp nữa. Đến đây thì chúng ta tạm ngưng chương trình và xin mời ông gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả, thưa ông. Cảm ơn quý vị. Một lời chúng ta cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý vị trong chương trình lần sau.